chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Vina Organic. Đậu hũ thì là một món ăn đã rất quen thuộc đối với chúng ta rồi. Vì thế đã có rất nhiều người có mong muốn rằng tìm cách tự sản xuất đậu hũ để có thể buôn bán và kinh doanh. Và hôm nay, một khách hàng của Vina Organic đã tới đây để được học về công nghệ sản xuất đậu hũ. Vì thế thì hãy theo chân mình để có thể tìm hiểu một buổi chuyển giao công nghệ sẽ có những gì nhé. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút thông báo để có thể ủng hộ Vina Organic nhé. Các bạn đã nhận thấy khách hàng khi đến với Vina Organic để được chuyển giao công nghệ thì sẽ được hướng dẫn tất cả từ lý thuyết, công thức, cách làm cũng như là máy móc và nguồn nguyên liệu thích hợp cho công nghệ, đặc biệt là cả những lưu ý mà chúng tôi đúc kết được trong quá trình nghiên cứu và chuẩn hóa kỹ càng. Ngoài ra thì khách hàng sẽ được tự tay làm ra sản phẩm và giải đáp được tất cả mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến công nghệ. Và sau khi chuyển giao công nghệ xong, chúng tôi cũng sẽ luôn hỗ trợ khách hàng để có thể đảm bảo rằng các bạn làm được sản phẩm và buôn bán được sản phẩm ra thị trường. Vì vậy thì nếu các bạn quan tâm đến công nghệ sản xuất đậu hũ cũng như là thắc mắc liên quan đến chuyển giao công nghệ thì hãy để lại số điện thoại bên dưới để chúng tôi liên hệ và tư vấn kỹ càng hơn cho các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.